Chiều 8 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng hai nhân viên ngân hàng MB Bank chi nhánh Đồng Nai, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa là La Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Ngọc vì đã có thành tích xuất sắc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo tài sản trên không gian mạng. Trước đó vào ngày 2 tháng 10, chị Nhung và chị Ngọc đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 140 triệu đồng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng nghi bị các đối tượng lừa đảo. Đây là lần thứ hai chị Nguyễn Thị Ngọc được khen thưởng về thành tích như trên. Trước đó, qua thông tin của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đồng Nai, phường Thống Nhất, đã giúp công an thành phố Biên Hòa bắt được đối tượng truy nã